cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng, tông đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Con đón chào ngày mới trong sự bình an, phó thác mọi lo lắng muộn phiền trong tay Cha. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Con chú ý đến những điều mang lại cho con sự bình an, dễ chịu, niềm vui đích thực, sự tốt lành của mọi tình huống, cho dù chúng mang dáng vẻ của đau buồn hoặc khó khăn. Thiên Chúa có thể mang lại sự sống ngay cả trong sự chết. Con có cảm nhận được điều đó không? Ước gì con có đôi mắt biết nhìn vượt trên dáng vẻ bề ngoài. Con xin dâng ngày sống của con hôm nay để cầu nguyện cho các bạn trẻ trên thế giới. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày, con dành vài phút nghỉ ngơi, lắng động tâm hồn để gặp gỡ Chúa. Con đã sống những khó khăn của ngày hôm nay trong tinh thần nào? Trưởng thành là giữ gìn và nuôi dưỡng những gì là quý giá nhất mà tuổi trẻ ban tặng cho các con, nhưng đồng thời cũng là cởi mở để thanh lọc những gì chưa tốt và đón nhận những món quà mới từ Thiên Chúa, đấng kêu gọi các con thăng tiến những gì là đáng giá. Đôi khi còn phải để vài thứ chết đi, từ bỏ những thói quen, mối quan hệ, công việc hay một thú vui giải trí đã chẳng giúp con trở nên tốt hơn. Lạy Chúa, con biết Ngài sẽ luôn đồng hành cùng con. Xin giúp con thêm can đảm mà mạnh mẽ dứt khoát với chúng. Cùng Chúa Giêsu buổi tối, con dành chút thời gian cuối ngày bên Chúa Giêsu, cùng Ngài nhìn lại những gì con đã trải qua hôm nay và dâng lời tạ ơn bởi biết bao ơn lành con đã nhận được. Hôm nay, liệu có ai cần đến sự giúp đỡ, một lời nói, một cái ôm, một nụ cười hay sự hiện diện của con chăng? Có ai cần đến con để có thể cảm nhận được rằng Chúa đang ở bên họ không? Con đã mang Chúa đến trong cuộc sống của người khác chưa? Lạy Chúa, con xin do Ngài cuộc sống của con. Xin Ngài giúp con sẵn sàng phục vụ các anh chị em của con vào ngày mai. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.